Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2024/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2024, trong đó quy định 4 đối tượng được gia hạn gồm 1. Doanh nghiệp tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, sản xuất chế biến thực phẩm, dệt, các doanh nghiệp trong ngành xây dựng, hoạt động xuất bản, hoạt động điện ảnh, sản xuất, chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc, sản xuất đồ uống. Doanh nghiệp tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế gồm vận tải kho bãi, dịch vụ lưu trú và ăn uống, giáo dục và đào tạo, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động dịch vụ lao động và việc làm, hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch, hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí, hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác, hoạt động thể thao, vui chơi giải trí, hoạt động chiếu phim, hoạt động phát thanh truyền hình, lập trình, máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính, hoạt động dịch vụ thông tin, hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng. 3. Doanh nghiệp tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên phát triển sản phẩm cơ khí trọng điểm. 4. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các đối tượng được gia hạn trên có hoạt động sản xuất kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2023 hoặc năm 2024.